cần sốt vàng nửa đêm, xếp hàng lấy số, ngủ gật là mất lượt. Bạn có tin được không, giữa đêm khuya thanh vắng, người ta lại nô nức kéo đến ngân hàng. Xếp hàng mua vàng, không phải một, mà là rất nhiều người, tập trung trước các chi nhánh ngân hàng và cửa hàng vàng SJC, chen chúc chỉ để giành lấy tấm vé số thứ tự mong manh. Có nơi đông nghịch, có nơi vắng vẻ hơn, nhưng điểm chung là đều có người gác cổng ghi danh sổ sách, như thể phát số thứ tự, chợ đen vậy. Thậm chí, có người lấy được số rồi muốn về nhà ngủ một giấc lấy sức, sáng mai quay lại mua cũng không được, lý do điểm danh liên tục, vắng mặt là bị gạch tên người ghi sổ nhâm nhị tuyên bố. Chuyện gì đang xảy ra với thị trường vàng vậy? Hình ảnh được báo Tiền Phong ghi lại. Câu chuyện này cũng đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc cần phải lưu ý những điều gì? Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ một số lưu ý về thuế đối với loại hình này. 1. Thuế giá trị gia tăng. 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 3. Các loại thuế khác thì cần tuân thủ theo quy định hiện hành. Cần tư vấn chi tiết về kế toán công ty vàng bạc, liên hệ ngay kế toán Việt Hưng. Đừng quên follow kênh ủng hộ chúng tớ có động lực để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về kế toán nữa nhé.